Hello, xin chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có công chuyện đi ngang qua shop Dubix Sài Gòn, sẵn tiện ghé vô mua nguyên một bịch luôn, chà bá luôn, rất là nhiều con mấy, đây nguyên một đống luôn, đủ loại. Ok, bây giờ mình mở từng con ra cho các bạn xem nhé. Và đây nguyên một đống hàng của em ở đây, giờ mình mở từng con ra nha. Nè. Em này à, 50k. Đây. Em này cũng 50k luôn. Nhìn nó tựa tựa nhưng mà hai cái nó khác. Nè không, cái này nó đều nè, bốn góc này nó cũng đều luôn nè. Còn em này nó xéo. Đó. Hai em tên gì mình cũng chưa biết nữa, thì mình sẽ ghi cái link lên trên đây là cái con gì để mình coi lại coi là em gì nữa. Mình cũng trên cái hộp này nó không có ghi tên luôn, chả biết à Linh gì nè. Đó không, hai em nó nhìn, thì tự tự giống nhau nhưng mà nó khác nhau. À, tiếp hai em này. Em này chứ. Em này hình như là acid thì phải. Em này thì 60k. Đây em nó đây, đây là toàn những em biến thể. Đó, trên một cặp em này. Hai em, mỗi em cũng được bằng giá nhau là 95k. Cách chơi nó làm sao đây ta? Này giống như con Q á, QB.
nó làm thêm cái quả tiết gì cho đẹp ha, nó cũng như con QB ha. Rồi tính em này cái à em này nó có thêm cái này nè. Lạ nha. À nó chỉ quay được vậy thôi. Quay vậy xong rồi. Nó chưa quay được có vậy thôi à chứ nó hai em đồng giá 95k biến thể gì kỳ cục này em này y như cái lò xo vậy đó em này thì 40k. Quay qua đưa nó lại. Này như cái máy tính tiền của thời giống như phim trong phim Hồng Kông. Được, được tặng mấy cái đế, đáng lẽ là được tặng tới gần cả chục cái đế luôn mà với lại một cái túi nữa mà trong lúc bỏ bịch á, mình để quên lại ở shop, có gọi điện liên hệ lần sau mua hàng thì shop sẽ gửi. Đây là cái tiết kê của con Gam mua về để dành có gì dán. Đây em này là em mê Long Tham. Em này có cái đồng hồ để chơi để mình coi thời gian tính được thời gian. Đây cái hộp của nó thì nó có thêm cái vít để mở và một cái kiếp để mình thay vô để mình có đồng bấm đồng hồ nè. Đây đây nó có cho hai cục pin nữa nè. Đó. Thì cái này thì để mình coi hướng dẫn nó sử dụng như thế nào cũng chưa biết cách sử dụng nữa. Thì tại thấy đẹp rồi thấy lạ rồi thích thì mua chơi vậy thôi à. Thì thấy xài cũng tạm được thôi, nói chung thích thì mua thôi chứ không có gì hết. Mình thì mình chủ yếu là mình khoái sưu tầm thôi à chứ chơi thì cũng ít chơi lắm. Cứ em nào lạ lạ đọc hay đẹp á là mình mua mình sưu tầm thôi. Rồi. Ồ, đây được tặng thêm mấy cái logo gan nữa. À đây. Cái này mới là đáng mong chờ đây. Mấy em VG 25k một em. Mua một lúc 6 em. Đó. Mua một lúc 6 em là các bạn biết mình chuẩn bị mình làm cái gì rồi đó. Cái này thì mình sẽ có những cái video video sau về mấy em này. Để mở ra coi nó như thế nào.
du bích gì mà có 25k con, không biết nó chơi như thế nào đây nữa. Ồ cũng được lắm chứ bộ. Quang bờ mà bây giờ hết luôn rồi nó làm sao? Bỏ đợt này đi. Chơi Rubik thì không rành mấy, mà mua thì mua cho cố vô. Đây đó rồi 6 em rồi, cộng nguyên đống này nữa. Đây đây là tổng thể một đống mình mua lên đó. Đó rồi, đợt này là mình mua một đống này nè, đó chỉ mua một đống như vậy thôi. Đây đó có tất cả là như đây rồi. Hết rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình sẽ quay 6 em này. Ok, thank you các bạn.